thử nấu cơm trộn với trà sữa, cô gái khiến anh chồng sang chấn tâm lý. Mai này em sẽ nấu cơm, mình quay cùng mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái... Mới đây, một cô gái đến từ Trung Hoa vì nghiện trà sữa nên đã nghĩ ra cách nấu cơm khiến cư dân mạng Việt Nam ai cũng khen là trông rất ổn, nhưng mà là ổn đầy bìa. Theo đó, vì là fan cứng của trà sữa Trân Châu Đường Đen, một cô gái đã nghĩ ra cách nấu cơm không hề giống ai, đó là trộn chung trà sữa vào gạo để cho vào nồi cơm điện. Thay vì chỉ có gạo và nước, thì nay nồi cơm đã được bonus thêm hàng chục hạt trân châu và gần cả lít trà sữa. Sau thời gian chờ đợi thành quả, cuối cùng cô gái nữ công gia chánh đã có một nồi cơm độc lạ khiến ai nhìn qua cũng sang chấn tâm lý. Từ những gì quay lại có thể thấy hạt cơm không thể trắng trẻo như bình thường. Nguyên do là vì nước trà sữa đục ngầu đã phủ kín mặt ngoài của hạt. Bên cạnh đó, những viên trân châu đường đen cũng nổi lên ở phía trên, trông giống như những hạt đỗ khổng lồ. Không biết việc trực tiếp thưởng thức món cơm trà sữa này sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có đến 9 trong số đó cho rằng ăn cơm này trông rất ổn, nhưng là ổn đầy bìa. Không sớm thì muộn cũng ôm bụng mà canh me cái nhà vệ sinh cho mà coi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.